Thưa quý vị, theo Bộ Quốc phòng Nga, hôm nay, Hải quân nước này đã phóng các tên lửa chống hạm siêu thanh vào một mục tiêu giả định trên biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trên các vùng biển thuộc biển Nhật Bản, nhiều tàu trang bị tên lửa của hạm đội Thái Bình Dương đã phóng tên lửa hành trình Moskit đánh chung mục tiêu giả định ở vị trí cách xa khoảng 100 km. Cuộc tập trận có sự xuất hiện của nhiều tài chiến và máy bay hải quân khác. Phía Nhật Bản hiện không bình luận về ý định tập trận của Nga. Trước đây, Nga từng tiến hành nhiều cuộc tập trận tên lửa tại cùng khu vực và có đưa ra các khuyến cáo hàng hải trước tập trận. Ít nhất 39 người di cư đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong đám cháy bùng phát tại Viện Di cư Quốc gia Mexico gần biên giới với Mỹ. Nguyên nhân dẫn tới đám cháy và quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được làm rõ. Theo các nhà chức trách Mexico, đám cháy xảy ra sau khi Viện Di cư Quốc gia Mexico đón khoảng 71 người di cư ở thành phố Ciudad Juárez. Hiện các binh sĩ và nhân viên cứu hỏa tiếp tục tìm kiếm và giúp đưa những người bị thương đến nơi an toàn. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ ngăn hàng trăm người di cư vào nước này bắt đầu từ tháng 3, chủ yếu là công dân Venezuela và Mexico. Theo quy định mới, những người di cư không đặt lịch hẹn tại cửa khẩu nhập cảnh của Mỹ hoặc sử dụng các chương trình nhân đạo đối với một số quốc tịch sẽ không đủ điều kiện xin tị nạn, trừ một số trường hợp nhất định. Hôm nay, đại diện của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu, nhóm các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu-EU vừa nhất trí với thỏa thuận tạm thời về chính sách bảo vệ lợi ích kinh tế mới, gọi tắt là ACI. Thỏa thuận nhằm bảo vệ các nước thành viên trước các hành vi hạn chế kinh tế từ những nước thứ ba. Theo giới chức Liên minh châu Âu-EU, chính sách bảo vệ lợi ích kinh tế ACI ưu tiên cách tiếp cận mềm với các nước thứ ba sau khi tiến hành bỏ phiếu và đánh giá kỹ lưỡng về các hành vi gây sức ép đến kinh tế. Nếu các cuộc đối thoại với các nước thứ ba không đạt được kết quả, EU có thể áp đặt hạn chế đối với nước đó, thông qua các biện pháp như tăng thuế hay hạn chế tiếp cận với các chương trình mua sắm chính phủ. Toàn bộ quá trình này có thể mất đến một năm. Vai trò chính của ACI là biện pháp bảo vệ đối với các lợi ích kinh tế của khối. Chính sách này sẽ có hiệu lực vào nửa năm sau. Hiện một số nước thành viên EU tỏ ra hoài nghi trước độ hiệu quả của biện pháp này và lo ngại về khả năng xảy ra những cuộc chiến thương mại. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, doanh thu bán dầu của Nga cho Ấn Độ tăng 22 lần trong năm ngoái. Mức tăng này diễn ra khi các khách hàng châu Âu quay sang các thị trường khác do căng thẳng Nga-Ukraine leo thang. Reuters cho biết, chính phủ Ấn Độ đã tiết kiệm được khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ nhờ tăng cường nhập khẩu dầu Nga. Có thời điểm Nga đã chiết khấu 30 đô la Mỹ cho mỗi thùng dầu bán cho Ấn Độ. Ấn Độ sau đó mua dầu của Nga ở mức dưới giá trần 60 đô la Mỹ một thùng mà phương Tây áp đặt. Ấn Độ hiện chiếm hơn 65% tổng lượng dầu thô Uran mà Nga xuất khẩu bằng đường biển. Theo các nhà giao dịch, nhu cầu gia tăng của các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ là một động lực để Nga duy trì vững được mức xuất khẩu dầu dù đã cam kết giảm sản lượng. Theo số liệu thống kê mới nhất, trong tháng 1, Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu cao kỷ lục từ Nga là 4,4 triệu thùng mỗi ngày, tăng 9,2% so với tháng 12 năm ngoái. Thưa quý vị, các cuộc khủng hoảng liên tiếp những năm gần đây như đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng và lạm phát đã chấm dứt gần 3 thập kỷ tăng trưởng kinh tế bền vững của nền kinh tế thế giới. Mặc dù kinh tế châu Á đã đón nhận những làn gió ngược và được kỳ vọng trở thành động lực phát triển của kinh tế thế giới, song nguy cơ phân mảnh địa kinh tế cũng rất rõ ràng. Trong bối cảnh này, tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á-Bắc Ngao năm 2023 vừa khai mạc tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, nước chủ nhà đã kêu gọi sự đồng thuận trong đường hướng phát triển tới đây của khu vực vì một tương lai tốt đẹp hơn. Một thế giới không chắc chắn, đoàn kết và hợp tác để phát triển giữa những thách thức. Chủ đề của Hội nghị Diễn đàn châu Á-Bắc Ngao năm nay đã cho thấy bức tranh không mấy lạc quan về tình hình thế giới nói chung và kinh tế nói riêng. Do đó, hơn lúc nào hết, tinh thần hợp tác để cùng phát triển sẽ là giải pháp duy nhất giúp châu Á trở thành động lực phát triển thực sự của thế giới. 3 năm qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự bất ổn trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Điều đó đang gây chia rẽ quốc gia với quốc gia, khu vực với khu vực. Vì thế, năm nay chúng tôi đã mời rất nhiều chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới tới tham dự diễn đàn. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các vấn đề,
và cuối cùng là đạt được sự đồng thuận về cách thức mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho châu Á. Nếu như tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi đưa châu Á trở thành điểm tựa cho hòa bình thế giới thông qua tăng cường hợp tác an ninh, thì năm nay hợp tác kinh tế được chú trọng khi chiếm khá nhiều thời gian trong chương trình nghị sự. Chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều rủi ro cùng một lúc. Ngay lúc này đây là những thách thức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Diễn đàn Bắc Ngao luôn mang đến cho tôi nhiều ấn tượng. Diễn đàn là một cơ hội tốt để các nước châu Á có thể đối thoại, chia sẻ những vấn đề của mình, và đặc biệt là có thể đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc. Theo báo cáo thường niên được công bố tại diễn đàn, khu vực châu Á được dự báo tăng trưởng GDP năm nay đạt 4,5%, cao hơn mức 4,2% năm ngoái. Tuy nhiên, báo cáo cũng dự báo những cơn gió ngược về kinh tế khu vực sẽ yếu đi trong những tháng tới do các điều kiện tài chính thắt chặt hơn, lạm phát môi trường, kinh tế toàn cầu suy yếu và căng thẳng địa chính trị. Các nền kinh tế châu Á đang trên đà tăng trưởng khiêm tốn trong năm nay. Việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng mang lại lợi ích cho một số quốc gia, nhưng nếu mở rộng xu hướng này, có thể dẫn đến nguy cơ phân mảnh địa kinh tế của các dòng chảy thương mại và tài chính. Hội nghị Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao năm nay sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 28 đến 31 tháng 3, với 4 vấn đề thảo luận chính, gồm phát triển và toàn diện, hiệu quả và an ninh, khu vực và toàn cầu, hiện tại và tương lai, cũng như các đường hướng phát triển trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 và tăng cường hợp tác trong cộng đồng quốc tế. Không có quốc gia nào tự mình thành công. Là nước chủ nhà, Trung Quốc bày tỏ hy vọng Diễn đàn Bắc Ngao sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác vững chắc trong khu vực và toàn cầu, xây dựng châu Á trở thành động lực cho hòa bình, ổn định và tăng trưởng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.